Một phiên em lên rất là nhiều mã cả nha ơi, nhạn tháng 8 nè, kiều tím nè, chuỗi ngọc thì lại đang nụ nữa cả nha. Đang nụ xinh lắm, riêng về dòng chuỗi ngọc các anh chị nhà mình sưu tầm trải nghiệm về cái dòng này đi. Rồi em sẽ lên nhiều mã cả nha, hôm nay có chồn nè, rồi có những cái mã đang đang siêu ưu đãi nữa cả nha. Ví dụ như cái mã đầu tiên này, cái này là H1, nó là một cái dòng gọi là trầm trầm nụ cả nha. Thân nó thân to này cả nhà xem nè. Nó vào cái mùa hoa mà thân to như cái ngón út của em, to hơn ngón út luôn cả nha hả. Rồi em lên cái mã đầu tiên, cái này sẽ là H1 cả nhà ơi, 280 ngàn cho 6 chậu trầm nù nha cả nhà, 6 chậu trầm nù. Riêng về cái dòng này đó thì nó sẽ có vài chậu vài vài thân đang hoa thôi, còn lại những thân như thế này là nó đang cồi nụ hết cả nha. Đó, đang có cồi nụ về nhà, canh chị nhà mình chơi hoa tiếp nè. Chơi hoa xong rồi bắt đầu mầm gốc lên, có một số thân thì mầm gốc nó đang lên luôn rồi. Yên tâm về cái dòng này mầm nó cực kỳ khỏe cả nhà xem nè. Mầm lên rất là khỏe nha, và nó là dòng dòng trầm nù nên là cái thân nó lên nó sẽ mập cả nhà ơi, sưu tầm rất là đã nha. 280.000 cho 6 chậu cả nha, 6 chậu. Về các anh chị nhà mình có thể mình dồn 3 chậu là một cũng được, sau nó lên mầm gốc là lên cũng rất là nhiều và nó sum rồi. Còn muốn mà chơi đẹp nữa làm 6 chậu làm một chậu lớn luôn về chơi hoa cả nha. Nó đang còn có nụ nha cả nhà, lưu ý hàng đang có nụ nha. Rồi H2 nè, H2 em lên cho một khay như thế này sẽ là 10 chậu dễ hạt xuân. 10 chậu dễ hạt xuân đang nụ nè, nụ lớn nụ nhỏ gì có đầy đủ về cho các anh chị nhà mình luôn, mà giá sẽ là 250 ngàn cho 10 chậu cả nha. 150.000 10 chậu. Phiên hôm nay các anh chị nhà mình tranh thủ đi gộp đơn cho lợi, còn cái giá bán tại vườn thì sẽ chưa bao gồm phí ship. Phí ship là 40.000 một thùng cả nhà nha. Các anh chị nhà mình có thể lấy trầm với lại giá hạt xuân thì phí ship vẫn 40.000. Chủ yếu em bán cái giá nó chưa ship thì nó sẽ mềm. Rồi cả nhà mình có thể mình gộp đơn được một số loại luôn cho nó tiện cả nha ha. Rồi tiếp theo cái này là H3. H3 em đang có một cái mã này giá sẽ là 190.000. Mã này sẽ là cái giá rất là đẹp luôn nha. Một cây lớn kèm theo một cây nhỏ. Cái này chỉ có một chậu duy nhất, và phiên hôm nay anh chị nhà mình nhanh tay thì chốt nha, đang có nụ cả nha. Nghinh xuân cả các anh chị nhà mình chơi Tết luôn rồi. Rồi tiếp theo cái này là H4 nè. H4 của nó sẽ là một chậu hai cây, mà sai cây là sai cây lớn cả nhé ha, sai cây lớn và hai cây đều đang có nụ luôn. H4 giá sẽ là 380.000 một chậu. Trời ơi, 380.000 một phần cây á, nói chung là cái chậu rất là gọn và sạch sẽ. Các anh chị nhà mình chơi Tết mà trong nhà chỉ cần để lên như thế này thôi, nó cũng đã rất là đẹp luôn rồi cả nhà. 300 mấy em quên, chị quên. 380.000 một chậu. Đây, chậu cũng hai cây nè. Chậu nào cũng như chậu nào hết cả nhà. Em đang có một cặp sai cây khá là đều nhau nha. Em đang có hai chậu á. Giá 380 một chậu, nó đang có khoảng là 4 đến 5 vòi hoa cho một chậu cả nhà ơi. Trời ơi, chừng đó là anh chị nhà mình chơi hoa nức nở luôn rồi. Rồi tiếp theo cái này là chuỗi ngọc nè. Chuỗi ngọc đang nụ nha cả nhà, và những cái nụ như thế này các anh chị nhà mình chơi Tết ok luôn nè. Chuỗi ngọc, chuỗi ngọc. H5, chuỗi ngọc giá sẽ là 250.000 một chậu. 250.000 một chậu cả nhà ơi. Cây đã thuần khỏe thì em đang làm hoa đang cùi nụ tốt đẹp lắm cả nhà ơi. 250 nhá. 250.000 form cây đẹp cả nhà ơi. Anh chị nhà mình lấy nguyên một cặp luôn đi. Về mình chơi hoa, chuỗi ngọc thì phải nói là rất là xinh xắn luôn rồi. Màu hoa thì lại tươi tắn nữa, để trên bàn quá là hợp lý luôn. Đây, chuỗi ngọc đây là những cái giò nở mùa hoa vừa rồi, làm cho các anh chị nhà mình tham khảo thì được cái hình hoa nó thực tế cả nhà. Rồi H6 nè, chuỗi ngọc em đang có giò ghép gỗ như thế này. H6 giá sẽ là 390.000 cả nhà ơi. Ghép gỗ 390.000. H6 đang nụ luôn cả nhà ơi. H6 là đang nụ nha, nụ cũng nhiều lắm nè. Nụ nhiều thân lắm nè. Đây này cả nhà, khuyên cái khóm những cái thân như thế này mà bung hoa ra là nhìn nó xum xuê liền nha. H6 390 hoa lan chuỗi ngọc. H7 nè, H7 chuỗi ngọc đang nụ luôn. H7 chuỗi ngọc giò này cũng rất là xinh, form gọn. Rồi H7 giá sẽ là 450.000 cả nhà ơi. 450.000 đang nụ là em báo cho các anh chị nhà mình đang nụ, các anh chị nhà mình nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. 450 đó, những cái giá như thế này anh chị nhà mình sưu tầm đi, chiêu một cái giò này bung hoa lên quá là xinh luôn rồi. Rồi tiếp theo H8 nè. H8 em đang có một cái giò vảy rồng xinh xắn cả nhà ơi. Rồi H8 giá 160.000 về H8 treo thôi. 160.000. Dòng này thì rất là khỏe và dễ cho hoa, tới mùa hoa thì cứ xòe những cái vòi hoa xuống thôi cả nha. Giá 160 cả nhà ơi, 160.000 thôi. Đó, những mã này các anh chị nhà mình có thể mình tranh thủ mình gộp đơn thêm cả nha ha. Rồi mã H9 nè. Cái này là kim điệp xuân nha cả nhà ơi, kim điệp xuân, một giò ghép gỗ xinh xắn, giá 170.000. H9 170. Những cái thân như thế này là những cái thân đều có thể cho hoa hết rồi nha cả nhà.
đây nè, 170, 170.000 kim điệp xuân hoa vàng. H10 nè, H10 giò kim điệp xuân này thì 220.000 cả nhà ơi, 220. Trời ơi. 220.000. Hoa vàng và thứ nhất nè, thứ hai kim điệp xuân á, hoa nó sẽ cho hoa tự nhiên và sai hoa, những cái vòi hoa nó chỉ ra như thế này, xinh lắm. H10 giá 220 một giò cả nhà. Đó các anh chị nhà mình thấy không, những giò như thế này ghép gỗ nè, đóng thùng xốp là nó sẽ nặng. Nên là phần ship thiếu là em sẽ hỗ trợ cho cả nhà. Các anh chị nhà mình cứ lên đơn, lên mã số, cứ mã nào mà gộp được một thùng thì em sẽ gộp cho cả nhà nha. Rồi tiếp theo H11 nè, H11 cái này là kiều vàng nha cả nhà ơi, hoa lan kiều vàng nha. Kiều vàng mã này giá sẽ là 420.000 một chậu. H11 420.000. 420 cái này thì các anh chị nhà mình xem nè, cây trưởng thành nè, những cái mắt hoa nói chung là rất là tiềm năng nè, những cái thân này đều là những thân có thể cho hoa ok hết luôn rồi cả nhà. Chậu này sum đẹp ha, 420 hoa lan kiều vàng. Kiều vàng thì hoa nó sẽ là màu vàng nhẹ nhàng như thế này đây cả nhà ơi. Đây là một cái giò kiều vàng mùa vừa rồi nở tại vườn nè. Trời ơi cái giò này tác phẩm thì em đã bán rồi cả nhà, đẹp ha, rất là xinh luôn, hoa lan kiều vàng. Dễ chăm sóc mà dễ cho hoa. Rồi tiếp theo nè, H12. Cái này là hoàng phi hạt, một trong những dòng hoa lan cây khỏe nè, dễ chăm sóc nè, và thứ hai nữa hoa nở các anh chị nhà mình chơi hoa cả tháng cả nhà ơi. Hoa nó chỉ ra thì bắt đầu nó sẽ còn phân ra, ví dụ như hai bông hay ba bông nữa cả nhà. Rồi mã này H12 giá sẽ là 170.000 một chậu cả nha. H12 170.000 một chậu. 170.000 một chậu, chậu nào cũng đang có nụ nha. Em báo cho các anh chị nhà mình nụ như thế này cả nhà, mình chơi Tết vô tư luôn rồi cả nha. Nó nở cả tháng luôn nha. Hoàng phi hạt 170 một chậu. Cái này thì em có số lượng, anh chị nhà mình cứ sưu tầm đi, nhanh tay sưu tầm. Mình về mình treo quanh chỗ xung quanh nhà vài chậu thôi là em nói thật, đến khi bung hoa là rất là tươi tắn luôn. Rồi, H13 nè, hoàng phi hạt, chậu này giá sẽ là 350.000. H13 350. Hoàng phi hạt, hoàng phi hạt luôn nha cả nhà ơi, hoàng phi hạt 350. Hoa nó rất là căng tại vì dòng này cánh nó dày á cả nhà xem nè, cánh nó dày nè. Khuôn hoa cũng rất là đẹp mà được cái sai hoa, cứ mỗi vòi hoa nó chỉ ra có thể nó cho tầm 2, 3 hoặc 4 bông hoa lận cả nha, nên thành ra là nó tạo độ sum. Chiều xung quanh trong vườn là có cái màu hoa là rất là xinh luôn rồi. H14 nè, hoàng phi hạt đang nụ luôn cả nhà ơi. Mã nào đang nụ thì em đều báo cụ thể cho các anh chị nhà mình sưu tầm nè, sẵn phiên này mình gộp đơn đi. Rồi H14 hoàng phi hạt giá sẽ là 490.000 cả nhà nha. 490. H14 490.000. Đó, những mã như thế này các anh chị nhà mình xem video thì sẽ thấy em quay thì nó rất là cụ thể và so với người giúp em ha, so với người giúp em. Hoàng phi hạt dòng này thân rất là khỏe và lưu ý mùa này á đang mùa hoa nên là nó sẽ lác đác xuống lá. Trong quá trình vận chuyển chắc chắn sẽ có một vài lá vàng thì các anh chị nhà mình vạt đưa giúp em ha. Rồi lên một mã huyết nhung H15 giá sẽ là 520.000. 520.000 một giò huyết nhung. 520.000. Huyết nhung ghép gỗ cả nhà ơi, dòng này hoa tươi đỏ rực rỡ, sưu tầm làm giống đi. Dòng này thì rất là ít hàng ha. Rồi H16 hoa lan đuôi chồn, ghép lên một cái đế gỗ nè, xong rồi mới lên vào chậu này cả nhà xem nó có form không. Rồi mã này giá sẽ là 450.000, chồn H16 450 cả nhà nha. H16 450.000. 450.000 hoa lan đuôi chồn, vòi hoa dài, hoa nở cũng khá là bền. Đây là những cái giò hoa lan đuôi chồn tại vườn. Các anh chị nhà mình sưu tầm đi, vòi hoa trắng tím đẹp. Mà dòng này thì sai hoa. À mùa này á cả nha, chồn nó đang bắt đầu cồi nụ rồi nha. Đây nè, như cái chậu này là cũng đang bắt đầu cồi nụ nhỏ từ nách lá rồi này cả nhà ha. Rồi mã này, mã chồn đâu rồi ta, đây. À, mã chuồng, mã H17 cả nhà ơi, H17 giá sẽ là 790.000 nha. 790.000. Hoa lan đuôi chuồng đang nụ nha cả nhà ơi, đang có cồi nụ luôn, nói chung là mùa này bắt đầu là nứt từ nách lá ra luôn. Rồi tiếp theo H18, cái này là một giò hàng sưu tầm cho anh chị nhà mình luôn. Cái này là cái giò một chuồng nè, một cây mẹ và mấy cây con luôn. Cái này phải 3-4 cây con ở dưới này cả nhà. Hàng sưu tầm ha, giá H18 sẽ là 480.000, ghép thuần chậu gỗ nè. Đang có một ít cái cúc nút áo ở đây nữa cả nhà ha. Nên nhìn nó đẹp, dễ thương. Rồi, 480.000, một chậu duy nhất cả nhà ơi, hàng sưu tầm á, đẹp. Rồi H19 nè,
H19 nè, mã này là Sơn Thủy Tiên cả nhà ơi. H19 giá sẽ là 370 ngàn. H19 370 ngàn. Cây thuần khỏe rất là đanh cây nè. Bây giờ các anh chị nhà mình xem đây là những cái mắt hoa của nó cực kỳ tiềm năng luôn cả nhà ơi. Sơn Thủy Tiên hoa vàng cánh sét, và dòng này là đảm bảo cho các anh chị nhà mình hoa thơm luôn. H19 370 cả nhà ơi, 370 ngàn. Rồi, H20 cái này là quế tím nha cả nhà ơi. H20 quế tím. Em đang có chậu này. Ôi, cây đang có nụ cả nhà ơi. Nó đang có nụ, những cái nụ này là những cái nụ bói đầu mùa nha cả nhà. Những nụ bói đầu mùa. H20 giá sẽ là 1.050.000. 1050. H20 1.050.000. Cái giò này nè, nó ghép lên trên cái đế gỗ, cái trụ gỗ ở trong này, xong rồi lên chậu gỗ nữa. Cái giò này thì phí ship 60.000 giúp em nha. Phần ship thím hỗ trợ tại vì nó nặng. 1050 60 sẽ là 1.110.000 cho giò này cả nhà ha. 1.110.000. Các anh chị nhà mình lưu ý giúp em, nó đang có nụ bói đầu mùa á. Rồi, Phú Thọ nè cả nhà. Năm cánh trắng Phú Thọ, cái này thì bên em làm hoa cho các anh chị nhà mình về chơi hoa Tết. Bây giờ nụ nó đã có cồi lên luôn rồi nè. Đó, có thân thì đã cồi nụ lên như thế này, còn có thân là cái mắt hoa là đã bắt đầu là nó nứt luôn rồi cả nhà. Thân này cũng có rất, em làm rất là nhiều thân nha. Rồi, hàng này các anh chị nhà mình về sưu tầm nè. Năm cánh trắng Phú Thọ. H21 450.000. Cái này nhiều thân ha cả nhà ha. 450. Em đang có hai chậu nè. Chậu này cũng 450 luôn. 450.000 luôn nè. Này, để làm hoa cho các anh chị nhà mình nè. Có những thân bắt đầu là cái lớp lụa nè, nó đã bắt đầu muốn cồi ra luôn rồi cả nhà. Còn thân này nữa nè. Đó, các anh chị nhà mình sưu tầm đi, em làm hoa cho anh chị nhà mình luôn rồi đó. Rồi, H21 cả nhà ha. Năm cánh trắng Phú Thọ 450.000 một chậu. Đây Phú Thọ nè, đây là những cái mặt hoa quốc dân luôn rồi cả nhà. Hoa tươi rực rỡ và hoa thơm cho cả nhà mình luôn, tươi rất là rực rỡ cả nhà. Đây nè, Phú Thọ ha cả nhà, sai hoa lắm. Dòng này rất là sai hoa và nó khỏe. Chơi hoa xong thì nó sẽ tiếp tục một cái mua mầm gốc cho các anh chị nhà mình sưu tầm. Giá như vậy là rất là rẻ rồi đó cả nha. Rồi H22, cái này là kiều tím cả nha ơi. Những giò kiều tím nè, ghép lên trên trụ gỗ như thế này cả nha. H22 giá 350.000 nha. 350. H22 xinh đúng không cả nha? Nhìn nó xinh, nhỏ nhắn, xinh xắn, gọn đẹp. Rồi kiều tím thì anh chị nhà mình tham khảo luôn, mặt hoa tại vườn đây. Hoa nó sẽ là màu trắng tím nhẹ nè, tím hồng á cả nhà, cái họng màu vàng đậm nữa, nên thành ra là khuôn hoa nó đẹp nhẹ nhàng lắm. Hoa nở tại mùa vừa rồi tại vườn nè. Rồi tiếp theo H23, kiều tím giò này giá sẽ là 370.000. Mầm tơ cũng đang lên nữa nè cả nhà ơi. H23 nhé, 370.000. 370.000 một giò ghép gỗ cả nha. Đây hôm nay em lên được mấy giò kiều tím luôn. H24 nè. H24 cái giò này ghép trên ngang. Cái này anh chị nhà mình muốn chơi nghệ thuật á, anh chị nhà mình có thể mình để lên trên bàn chè, bàn đá gì đó, nó xinh dễ thương so với người giúp em nha. Rồi H24 giá sẽ là 390.000 cả nhà ơi, 390 nha. H24 390.000. Mầm tơ cũng đang lên nè, bộ rễ rất là khỏe luôn á cả nha. Rồi lên tiếp cái này là H25. Nó là một cái dòng kiều tím yên tử, một cái dòng hoa tím đậm đẹp để cho các anh chị nhà mình sưu tầm. Em đang có những cái chậu hàng giống như thế này. H25 giá sẽ là 180.000 một chậu cả nha. 180. Dòng này hoa tím đẹp và cái giá trị sưu tầm cao ha. 180, 180.000 một chậu. Em đang có anh chị nhà mình muốn sưu tầm 2-3 chậu thì cứ nhắn cho em nha. Rồi H26 nhẹn tháng 8 cả nhà ơi. Em trồng lên trên một cái chậu đất nhỏ nhắn xinh xắn nè. H26 giá sẽ là 270.000 một chậu nè. Nhìn size tay giúp em nha, tại vì những cây như thế này là phải lên size tay để cho cả nhà mình. Đây, một cây lớn và một cây nhỏ đằng trước nè. 270.000 nhẹn tháng 8 cả nhà ha. Rồi H27 nè. H27 nhãn tháng 8, chậu này trời ơi, nó ghép theo kiểu tròn đều mà anh chị nhà mình nhìn cái lớp lụ nè. À, em xin lỗi, nhìn cái lớp rêu chứ. Nhìn cái lớp rêu này là biết cây bên em trồng thuần ăn nắng rất là khỏe và rất là lâu rồi cả nhà, đanh cây lắm. H27 giá sẽ là 950.000 một chậu như thế này. 950.000 cả nhà nha. Chậu sum á, ghép lên trên cái chậu gỗ căm xe nữa thì khá là bền cả nhà ơi. Bền lắm, anh chị nhà mình chơi năm sau là các anh chị nhà mình có thể chơi hoa. Còn về mặt hoa thực tế thì các anh chị nhà mình có thể tham khảo đây nha. Tại vì mùa vừa rồi là cứ nụ là em bán hết, em nói thật luôn á. Nên thành ra có một cái chậu đây em cũng có nói với anh chị nhà mình nè. Cái chậu này là mùa vừa rồi nụ nó gãy đô nên thành ra là anh chị nó chưa lấy là rớt lại tại vườn. Nên thành ra bây giờ có mặt hoa thực tế, hoa vàng, lưỡi tím và hoa thơm cả nhà ha. Đây nè, cái chậu này vẫn còn nguyên luôn á. Hoa vàng, lưỡi tím,
Đây, cũng màu sắc cũng rất là đậm đà và hoa nó lại thơm nữa. Đảm bảo cho các anh chị nhà mình hoa thơm luôn. Sưu tầm đi cả nha. Rồi, H28 nè, H28 chậu nhạn tháng 8, chậu này 3 cây cả nha. Size cây thì nó sẽ nhỉnh hơn những chậu trước. Size cây như thế này, những size như thế này, anh chị nhà mình qua tháng 8 chơi hoa ok hết. H28 giá sẽ là 670.000 cả nhà ơi, 670 nha. Nhạn tháng 8. Sưu tầm tại vườn thì yên tâm, hàng nào nó ra hàng đó cả nha. Rồi H29 chậu này 790. H29 790. Mã đẹp mà giá cũng rất là đẹp cả nha ha. H29 790, phong cây nó gọn. Đó, phong cây nó gọn rất là xinh. Rồi, 790. Nãy em quên mã kia hả? Rồi. Tiếp theo H30 nè, em lên cái mã nhện rừng đi cả nhà ơi, hoa lan nhện rừng. Nó là một cái dòng rễ gió và phong cây lá xếp thì nó rất là khỏe luôn. Lên một cái chậu như thế này, anh chị nhà mình về sưu tầm nè, nước non đầy đủ thêm nữa nó sẽ còn căng hơn nữa ha. H30 giá sẽ là 680.000 một chậu cả nhà ơi, 680.000 nha. Cái giò này 680.000. Hơi cồng kềnh, phí ship 70 đi, phần ship thí hỗ trợ là nó sẽ về giá là 750.000 là cả ship luôn rồi á, phần ship thí hỗ trợ nha. Cho nó to như người của em, nửa người của em nè cả nhà. Nó to như nửa người của em luôn ha. Rồi, H30 nha. Đó, các anh chị nhà mình cứ chốt theo mã. Để em lên đơn và đóng gửi nó chuẩn cây chuẩn mã cho cả nhà. Rồi H31 nè, cái này là một cái giò kiều tím. Đang có nụ luôn, nụ như thế này các anh chị nhà mình chơi Tết cũng ok luôn rồi nè. Đang có nụ cả nhà ha. Rồi H31 kiều tím giá sẽ là 980.000. Giá quá là đẹp luôn rồi cả nhà. Nó ghép trên cái cục gỗ cũng thuần khá là lâu rồi mà nó ghép theo kiểu tròn đều quá cả nha. Đây, ghép theo kiểu tròn đều này cả nha. Quay dày các anh chị nhà mình mới thấy rõ được. Rồi cái giò này phí ship 70 đi. Ghép gỗ, đóng thùng xốp nặng cả nha. Phần ship thím hỗ trợ chứ còn bình thường mà cái giò này mà các anh chị nhà mình nhận hàng phí ship nó đâu đó nó không phải tầm 120.000 lận. Phần ship thím hỗ trợ cho vui vẻ. Rồi H32. Trời ơi anh chị nhà mình thử, mình trải nghiệm, mình chơi chuỗi ngọc mùa hoa Tết này thử đi xem thử có mê mẩn em ấy không. Rồi H32, chuỗi ngọc giá sẽ là 1.050.000 cả nhà hả? H32, 1.050.000. Đang nụ cả nhà ơi, nụ rất là nhiều nè, trên các thân luôn cả nhà, nụ rất là nhiều và khá là đều luôn ạ. Rồi 1.050 cho mẹ H32 cả nhà, đây nè. Form cây y như vậy luôn cả nha, trên một cái chậu gỗ form cây, đến khi có hoa nó bung ra nó xùy ra nhìn nó xinh lắm cả nha ha. Rồi anh chị ơi, cả nhà mình chốt cái mẹ nào thì cứ nhấn ngay cho cái mẹ số cho em nha.